Đây là một anh chàng đi quăng cái gì trong một cái xe thùng, thành ra họ yêu cầu mở ra cho họ xem. Ok, được, đóng lại. Họ xem qua các bạn. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Hiệp muốn chia sẻ với các bạn một cái hình ảnh mà rất là quen thuộc đối với người dân Na Uy. Đó là một cái bãi phế thải rác. Các bạn biết rằng đó là ở nước nào cũng vậy. Cái vấn đề xả rác thải là một vấn đề phải công nhận vô cùng là quan trọng đối với chính phủ. Thành ra ở tại Na Uy thì cũng như các nước khác vậy thôi, họ chia ra những cái thị xã, những thành phố và những quận huyện, nó đều có những cái bãi phế thải rác riêng từng vùng, từng khu vực. Ngày hôm nay Hiệp đang có mặt tại cái thị xã nó gọi là Don, và ở đây cũng là có một cái bãi phế thải rác nó gọi là Don. Thì bây giờ bắt đầu là mùa hè cũng gần chấm dứt rồi. Bây giờ thấy bà con người dân Uy bắt đầu là lũ lụt, bắt đầu trở lại hè sau những tuần nghỉ hè rồi. Cũng một số người bắt đầu họ cũng đi hè vào tháng 8 rồi các bạn. Nhưng mà hôm nay muốn chia sẻ với các bạn hình ảnh một cái bãi phế thải rác vào một buổi sáng thứ bảy. Giờ này thì chỉ mới có được 11 giờ sáng thôi mà bắt đầu xe nườm nượp vô luôn các bạn. Xe nườm nượp vô luôn. Thì Hiệp sẽ ra ngoài quay cho các bạn xem cái cảnh cái bãi đổ rác họ hoạt động như thế nào nha các bạn nha. Có nghĩa rằng là trong một khu vực phạm vi rất rộng, thì trước khi mình vào bãi phế thải này á, là họ mình phải chạy qua một cái cổng, ở đó có một nhân viên, người ta kêu mình quay cửa kính xe xuống, người ta hỏi hôm nay mình quăng trong xe bạn có cái gì, thì mình nói rằng chẳng hạn như là những đồ dùng, bao bì, tất cả những cái vấn đề trong nhà thôi các bạn, những cái vấn đề trong nhà rồi rác rưới rồi đó, thì họ nói ok các bạn. Thì bắt đầu mình tùy theo cái họ nhìn vào, sau đó họ đánh giá, và mỗi một lần quăng như vậy á thì cái giá ấn định đó là một cái xe về theo mét khối các bạn, theo mét khối 3 mét khối về là 200 krone, có nghĩa là 20 đô la các bạn. Thì hôm nay Hiệp mới quăng, nhìn vào xe Hiệp thì toàn là rác ở trong nhà thôi à, thành ra hôm nay 20 đô la cho một chiếc xe đầy luôn các bạn, xe cá nhân các bạn nha. Ok, bây giờ các bạn cũng Hiệp đi ra ngoài mình xem cái bãi phế thải rác đó chung quanh như thế nào các bạn nha. Ok, mời các bạn. Đây là bãi phế thải rác có cái tên là Don Vera. Đây bãi phế thải rác ngay thị xã Hiệp đây các bạn. Họ tạo một cái vòng tròn chung quanh, có những cái con thai nơi mình quăng đồ theo từng từng cái loại rác rác phế thải của mình các bạn, chứ không phải quăng bừa bãi đâu nhé. Nhiều sắt rồi gỗ rồi rác phế thải đó, những đồ dùng trong nhà chẳng hạn thì phải phân loại ra các bạn. Ở đây thì hoàn toàn miễn phí. Trước khi vào thì có một nhân viên họ đứng. Ok, bây giờ các bạn cũng đi một vòng mình xem ha. Cái bãi phế thải này nó được xây dựng nó theo một cái kiểu mà một cái vòng tròn. Khi mình đi vào trong cái cổng rồi đó, cái cổng chính mình trả tiền xong rồi đó, thì bắt đầu tự động thì bắt đầu mình cứ chạy theo cái vòng tròn. Đây các bạn, Hiệp sẽ đi một vòng tròn cho các bạn xem nha. Ok, để cho các bạn xem. Đây, từ từ ha các bạn nha. Đây, hồi nãy Hiệp không tiện quay khi mà lúc mà vào cổng, nhưng mà cũng quay trùng khúc các bạn. Bây giờ các bạn nè, khi mình vào cổng rồi thì các bạn thấy trước mặt các bạn không, theo cái dấu tay Hiệp chỉ nè, đó đó là cái cổng, nhân viên họ đứng đó, họ kêu những người lái xe mở quay cửa kính xuống, họ nhìn vào xong rồi họ hỏi có những cái chất nổ không được quăng, chẳng hạn như bình ắc quy, chất nổ là phải đặt rất là đặc biệt, mình phải cái nơi đặc biệt. Thì nếu mà ok xong xuôi thì bắt đầu họ nhìn vào cho ok, họ đánh giá theo cái sự chất đầy ở trong xe của mình đó, có thể là 15 đô rồi 10 đô hoặc là 20 đô, 20 đô là cái giá trung bình ha, cho khoảng 3 đến 5 mét khối các bạn. Ok, bây giờ các bạn xem nào, bắt đầu đó,
đầu đi vào đây, bắt đầu cái vòng tròn này. Thì mỗi cái vòng tròn này rất là hay lắm các bạn. Thì họ có đánh giá theo, các bạn thấy những cái bảng xanh xanh không? Đó, các bạn xanh xanh đó họ có đề là chẳng hạn như là những cái đồ bao bì, mũ bao bì, rồi ni lông nè, rồi những cái loại gỗ mà tẩm dầu là quan riêng nè, gỗ bình thường là quan riêng nè, rồi những cái rác thải trong nhà, gọi là những cái rác thải trong nhà như nhà đồ nhà dùng, nhà mình dùng bao bì, rồi những cái đồ linh kinh đó thì quan riêng. Thì bắt đầu mình đi từng, mình cứ đi chung quanh khu vực tròn tròn nè, mình đọc cái bảng xanh xanh nó ghi cái gì, chẳng hạn gift là những cái tấm mà làm nhà mà bằng vôi á, thì mình quăng riêng. Rồi những cái thùng cà rem như Vitwit Expo thì cũng quăng riêng các bạn, tại vì cái đó là những cái đồ mà nó họ khi họ phân loại họ đốt ra thì nó rất là đặc biệt riêng luôn. Các bạn xem đây, xoay cho các bạn xem đây, anh chàng này cứ quăng một khúc là mình đi theo cái vòng tròn. Có nghĩa không phải là trong cái bao của mình là mình phải phân loại ra, nào là những cái chai uống rượu xong, những cái glass, rồi nói chung là bao bì, rồi nhựa, mũ, thì tất cả là mình phải quăng riêng các bạn nha, chứ không phải quăng bày bạ đâu nha. Chính vì nếu mà mỗi một người dân mà ý thức như vậy thì vấn đề khi mà những cái con thay nè, họ chứa những đồ này, họ sau đó là họ sẽ có một cái xe nó tới nó cẩu, cái cẩu đi họ thay đổi liên tục các bạn nha. Đó. Thì từ nhà Hiệp chạy tới cái bãi ra phải hết rác này cũng nói chung tương đối cũng hơi xa, là 20 cây số các bạn. 15 cây số chứ, 15 cây, lên về khoảng 30 cây các bạn. Đây. Đó, các bạn xem, đó. Rất là tuần tự, rất là ngăn nắp luôn. Không có sự mà ồn ào. Xe nào tuần tự, xe nào cảm thấy trống thì mình vào thôi. Đó. Rồi khi nào xe nào mà quăng xong á thì chẳng hạn như thằng đó anh chàng kia đang kéo một cái nệm ngủ ha. Cái nệm thì quăng riêng ha. Rồi đó, anh kéo quăng nè, đúng không? Các bạn xem, cái ý thức của người dân rất là cao. Khi mình quăng bậy như vậy á, mà vô tình mà cái nhân viên họ thấy được là kêu ê, dừng lại, rồi họ móc lên họ giảng giải cho mình vài câu, anh phải quăng cho đúng chỗ đàng hoàng. Nhưng mà thường cái chuyện đó rất ít xảy ra, chỉ có những người nào lạ ở đâu các nước khác tới, chứ còn ở dân ở vùng này mình đi quăng rác quen thì mình quen rồi, mình không có cái vấn đề mà quăng sai nữa các bạn. Nhiều khi mình cũng có ẩu một cái là nhiều khi trong một cái bao rác thải trong nhà nó có đồ, những đồ lặt vặt hay là nào là chai chai mũ hay này thì mình quăng riêng, thì có thể hoạn mình quăng sai tí xíu, còn với số lượng nhiều là mình có cho đàng hoàng các bạn nha. Rồi sau khi mình quăng xong chất đồ, mà đặc biệt cái rác thải mà làm vườn thì lại quăng riêng nha các bạn nha. Hiệp quay Hiệp, bây giờ Hiệp chạy tới cái khu vực mà quăng các loại cây cỏ vườn tược á, rồi đất đai vườn tược thì quăng riêng, tại cái nơi đó thì họ sẽ xay, họ chế ra những cái loại rác phân để họ bán cho những dân làm vườn nữa các bạn. Đây cái dân làm vườn đây thì phía bên trái các bạn ha. Đây Hà Ghe A Phan là có nghĩa rằng đó là khu vực để quăng cái rác thải của làm vườn, cây cối, rồi nói chung các bạn đây đó các bạn ha. Đó đây khu vực nãy Hiệp có quăng một cái bao là rác làm vườn, chẳng hạn như là những cái nhánh bầu hay là những cái nhánh cây cỏ, rồi cỏ vì cắt làm vườn á, bắt đầu căng xong thì ở đây các bạn nè, đó thì đứng trên một cái bờ này, ở dưới đó có một hố sâu mình quăng, mà ta quăng dễ sợ các bạn, đó quăng nè, đó rác, nếu mà rác thải làm vườn thì không có tốn tiền các bạn nha, rác thải làm vườn, đặc biệt là rác thải làm vườn không tốn tiền các bạn, nếu mà mình quăng chỉ có rác thải làm vườn không á. À, coi như là những cây cối làm vườn thì họ nói ok, mình chạy vào hướng đó không miễn phí các bạn, tại vì nó là để họ xay, họ xay rồi họ đốt ra, rồi họ làm phân. Xong ở đây cũng nó cũng có một cái khu vực họ xay ra, rồi họ trộn với đất, rồi họ bán lại cho những người dân làm vườn các bạn, hay là những người mà muốn mua đất thêm để mà đổ vườn hay là gì đó đó các bạn. Rồi xong, sau khi mình quăng cái rác xong thì những bao ni lông á, chính những bao ni lông mà mình đựng đồ rác thải của riêng làm vườn xong á, thì mình phải bỏ trong một cái thùng ở đó rồi đó các bạn kìa. Đó, bao ni lông thì bỏ riêng ra chứ không phải quăng chung với là rác làm vườn đâu nha. Còn các bạn thấy cái thùng đó là quăng những cái chai rượu, nói chung là những cái đồ ceramic hay là glass á, thì quăng riêng ở đây. Đây các bạn, đó quăng riêng đây đàng hoàng. Ha. Chai rượu quăng nhiều lắm. Dân đây uống rượu nhiều lắm các bạn, xứ lạnh mà. Đó. Thì quăng xong á, khi quăng xong thì mình chạy một vòng mình đi về thôi các bạn. Đó. Ví dụ như vậy. Đây. Rồi quên thì có quên một cái điều nữa là chưa chưa mình phải quay xe lại các bạn. À, đây.
Hiệp có một cái mấy thùng sơn. Sơn là rất là một trong những cái rác chất thải rất rất là có nguy hại cho môi trường, thành ra mình phải quăng riêng các bạn. Phải quăng riêng, mình quay ra lại các bạn cho các bạn xem. Rồi hồi nãy á, trong suốt mùa hè như vậy gia đình Hiệp cũng có khách khứa tới, rồi những cái dầu ăn á, mình chẳng hạn mình chiên là chả giò hay là chiên bánh phồng tôm hay là chiên gà, thì những cái dầu ăn đó đó thì phải quăng riêng các bạn. Nó thuộc lại mà cái loại rác thải coi như nó thuộc về dầu, nói chung là những loại dầu ăn nó cũng chung, nó nằm ở ngay khu vực mà quăng với lại sơn luôn các bạn, sơn làm nhà các bạn. Các bạn thấy không, cái dầu ăn mà nó cũng nguy hiểm vậy á. Chứ phải quăng bậy, dầu ăn nó dơ lắm các bạn. Đây đó, đây trước mặt các bạn ở đó thì tay Hiệp chỉ là đó, phà ly a phan á, phà ly a phan tiếng Anh là những cái rác thải có nguy hiểm, độc hại, nói chung là độc hại á. Đây phía bên trái các bạn xem là xe nườm nượp luôn, coi như là thường thường mà quăng rác vậy là khoảng sau 10 giờ là bắt đầu xe nườm nượp luôn, tại vì sau khi người ta cuối tuần phải càng nhiều nữa, cuối tuần sau khi ngủ nướng xong ăn uống xong người ta mới đi quăng rác các bạn. Đó đây, đó đây, đây rác thải làm vườn đây các bạn. Vậy các bạn xem Hiệp đi quăng sơn nha các bạn nha. Đây là Hiệp quăng sơn các bạn mà. Đây đây các bạn. Lưu xe lại xíu các bạn. Lưu xe lại tí xíu để mà mình thấy Hiệp đặt cái máy đó. Mặt đây, bạn xem Hiệp nha. Đó. Đây hồi nãy quăng một cái bình dầu ăn chiên chả giò. Chiên chả giò hay là chiên gà gì đó. Đồ nướng các bạn, một thùng dầu là tất cả là 3 lít rưỡi rồi. Bây giờ các bạn, bạn đợi xíu nha, Hiệp quăng đây các bạn. Nói chung là mình nhập giai tùy tục các bạn, mình coi như mình sống nước nào mình phải tuân thủ theo cái luật lệ như là những cái quy định của nước đó các bạn. Còn ngoài ra bây giờ đi ra ngoài một cái nơi mà cái chỗ có nhiều cái bãi phế rác, họ chợ khi mình vào á thì họ để một cái nơi chẳng hạn như xe đạp rồi đồ những cái lò nướng hay là những cái đồ điện tử ấy, những cái gì mà dùng được á chúng ta để một nơi, chẳng hạn đặc biệt xe đạp hay là những đồ tranh ảnh hay là những cái ly tất hay là những cái đồ chậu bông á, thì để ra cái bãi phế thải rác ở trên Lerenskou á, thì họ cho mình những người nào vô quăng rác rồi á, thì được phép dừng xe đó vô xem. Chứ mình thiếu một cái thí dụ như là mình thiếu một cái những cái chậu hoa mà mình thay vì nó ồ những chậu hoa, thì có nhiều người họ quăng những chậu hoa đẹp lắm các bạn, giá cái này mua ngoài đến 15-20 đô nhưng mà trong đó người ta quăng miễn phí. Nếu không thì bây giờ bắt đầu mình vô họ cho mình lấy, tùy theo cái bãi phế thải rác. Còn cái bãi phế thải rác này thì họ không có cho mình lấy, mà họ để một nơi để mà mình mua các bạn. Mình mua, đặc biệt là các bạn xem, mình chạy một vòng cho các bạn xem là khu này nè. Những cái đồ mà chẳng hạn có nhiều người quăng tủ, bàn, ghế, những cái đồ ngon á, người ta không có thể dùng được á, thì người ta quăng một nơi để cho cái người khác họ tận dụng, họ có thể, cái bãi phế thải rác này họ có thể bán cho các đoàn thể hay là họ dùng cái tiền họp chú để giúp cho mấy người cứu trợ chẳng hạn. Còn những bên trong đó là những đây cái khu vực này là quăng những cái cửa kính của nhà cửa, những cái cửa mà họ làm nhà xong họ thay các bạn. Còn đây là những cái thùng áo quần cũ thì mình dục ở đây. Đây những thùng áo quần cũ nè các bạn nè. Đó, UFF là một trong những cái đoàn, những cái hội
những cái đoàn thể mà họ đi thâu những cái đồ cũ họ về, họ giặt lại, họ bán lại đồ cũ để họ giúp cho các đứa nghèo các bạn. Ok, bây giờ mình xong rồi, bây giờ mình chạy ra đây mình xem, mình xem một cái nơi mà họ để những chiếc xe đạp các bạn. Hồi nãy có thấy những xe đạp, nhiều loại xe đạp lắm, đặc biệt là xe đạp của con nít rất rất là nhiều luôn. Chắc họ họ bán các bạn, họ bán lại đúng rồi. Thay vì đây các bạn, bây giờ mình quăng xong đi, mình đi ra các bạn. Cái bãi phế thải rác này nó có rất ngăn nắp và trật tự, Hiệp rất thích cái bãi phế thải rác này, nhưng có điều nó hơi xa các bạn. Cách đây mấy năm về trước thì Hiệp quăng ở cái bãi phế rác nó nằm trên Lorenz School, mà trong vòng hơn nửa năm trở lại đây thì bắt đầu các thị xã, các commune họ không ấn định, không có cho quăng bừa bãi nữa, là có nghĩa rằng là mình phải tải những người ở cái địa phương nào, ở cái thị xã nào thì tải một cái app xuống, một cái app ở trong phone mình á, thì trong cái app đó là mình ghi nhận cái số nhà của mình, họ biết mình là cái cư dân ở sống ở trong cái thị xã đó, thì mình tải cái app đó xuống, và khi mà đi vào mình trình cái app ra trước cái cổng ra vào á, thì họ biết rằng mình ở cái thị xã đó thì quăng. Còn kể từ sau hơn nửa năm trở lại đây á, thì hầu hết các bãi phế rác họ đều ấn định và phải tải cái app đó xuống. Thì Hiệp không có quăng gần nữa, thường thường Hiệp quăng ở cái bãi ở Lorenzku, cái thị xã gần nhà Hiệp á, nhưng mà Hiệp không có thuộc cái thị xã đó, Hiệp thuộc cái thị xã là Ullasake ở dưới Đan này, thành ra Hiệp phải vô trong này. Ok, bây giờ mình đi vào mình xem cái nơi mà họ bán, họ thâu lại đồ cũ họ bán cho các bạn. Đây các bạn, Hiệp quăng đồ xong rồi, giờ cho các bạn xem ha. Đây đó, ai muốn xe đạp cũ, có các bạn có thấy một cái live stream Hiệp đi lấy xe đạp mà còn ok lắm, cái bãi kia họ cho miễn phí nhưng cái bãi này thì họ bán nè các bạn ạ. Bây giờ mình vô mình coi thử nha các bạn nha. Đó, các bạn thấy không? Xe đạp nè. Quá trời luôn. Mình tới mình coi các bạn nha. Rồi, mình tới mình coi nè. Tất cả xe đạp 50% hạ giá. Ui, dồi. Các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình đậu xe nha. Rồi, đậu xe quá trời luôn các bạn ơi. Đậu xe vô coi. Thường thường mấy bãi phế thải rác này á, cái bãi phế thải rác Đan này á, nó nằm ở trong một cái cánh rừng, mình phải chạy từ ngoài đường xa lộ, mình chạy vô đây khoảng 3 cây rưỡi số các bạn. Ok các bạn, bây giờ các bạn cùng theo dõi nha. Ok các bạn, Hiệp quăng rác xong rồi, bây giờ Hiệp chia sẻ các bạn xem cái hình ảnh một cái bãi phế thải rác mà người ta tận dụng lại những cái đồ, coi như đặc biệt là xe đạp trẻ em, xe đạp người lớn, rồi những cái đồ dùng trong nhà trong một khu vực này, để người mua hôm nay có thể vô mua chọn những cái loại xe đạp hay những cái đồ dùng mình thích. Ai thích đồ cũ thì đi sưu tầm đồ cũ thì vô đây nha các bạn nha. Ok, mời các bạn. Ok, các bạn xem nè, đó. Đây, khu vực này nè. Xe đạp nè. Nói chung xe đạp con nít thì đây là các bạn chẳng hạn một chiếc này nè. Mà thấy chẳng hạn chiếc xe đạp này nè. Đây nè. Nói chung thì mấy chiếc xe đạp này thì họ để ngoài, coi như là dĩ nhiên là xe đạp cũ rồi các bạn. Cũ rồi, trong nít nít là chẳng hạn như về thể thay sên hay rồi cũng được. Nói chung là những chiếc này nếu mình mua ở ngoài thì giá nó có thể tới là 100 đô, không? 70-80 đô, 100 đô, nhưng mà ở trong đây thì có thể mua quá có 5-10 đô thôi, không? Ví dụ như vậy. Xe đạp quá trời luôn. Này, những chiếc xe đạp dễ thương chưa, không? Đó. Chiếc này ngon nè, chiếc này còn ngon nè. Xe đạp lớn. Ai mà biết sự xe đạp thì tới đây chẳng hạn. Nó có những chiếc xe đạp rồi, những xe đạp nữa. Có thể là những xe đạp này nó phần lớn là những xe đạp bây giờ là nó hư líp hoặc là sên, hay là có những xe đạp mà người dân đi, người ta muốn mua xe mới, người ta không muốn dùng xe cũ, người ta giục thôi. Có nhiều chiếc còn ngon lắm các bạn. Có thể là mua hai chiếc mình về mình lấy râu ông này mình đắp cầm bà kia vô thành chiếc chẳng hạn. Đó. Chẳng hạn là mình thiếu những cái tay ghi đông chẳng hạn, những cái xe đạp cuộc nè, những cái tay ghi đông nè, đây những cái xe đạp như xe đạp đua nè chẳng hạn, nhưng mà cũ rồi. Nói chung thì rồi ngoài ra đó, ngoài ra còn có đồ xe trẻ em nè, đồ chơi cho trẻ em nè. Đó. Đồ chơi trẻ em nè. Đó. Rồi xem nè, rồi xe Bonneville, rồi những cái đồ xe đạp, những chiếc xe đạp, coi nè, cái chiếc này ngon nè, đó, cái chiếc này nè, chiếc này là coi như là training chicken nè, ok chưa, thấy còn ok không, đó,
rồi đồ đánh golf nữa, rồi những cái đồ tập nữa, chẳng hạn nữa. Đó. Nói chung là đây là những cái đồ tập nữa. Đồ tập này, cái này ok nè, cái này là họ tập về tập lưng tập rồi nè. Giá nè, giá họ để nè, 100 krone này là 10 đô ha, 10 đô cho cái đó. Người nó uy hỏng đi mua về, họ mua về cho con có cháu các bạn, có gì đâu. Quá trời luôn. Rồi bây giờ mình đi chẳng hạn như là ai mà thích coi như là thiếu những cái chậu bông đồ gì á thì mình tới đây các bạn. Rồi đây, đây là những khu vực bán những chậu bông nè. Nhiều chậu bông đẹp chưa ha, chẳng hạn như là đồ, ai mà thích đồ cổ ha. Cái chậu bông mà dễ thương không, nó giống như là cái túi sắt không, dễ thương chưa ha. Nói chung những cái đồ này ở ngoài kiếm không? Kiếm chẳng hạn như là giống như ai thích chuyện cổ tích Alibaba hay là cái bình bình thần thì coi như là 3 đô nè, cái này 3 đô nè các bạn. Đó chẳng hạn chiếc thích đồ cổ. Rồi những cái chậu này là 2 đô nè, không? Những cái chậu này á mà nếu mình đi ra ngoài tiệm mua nó hiệp bảo đảm không dưới 10 đô. 10 hoặc 15 đô các bạn. Đó. Nói chung là các bạn. Đó. Nói chung ai thích chậu hoa thì ok, chậu hoa không cần phải mới các bạn. Chậu hoa cổ cổ về mà hay. Con cô này cô đang chọn nè. Chậu hoa đẹp lắm. Chậu hoa nó có nhiều kiểu, nhiều đồ các bạn. Ai mà thích hoa rồi, màu sắc rồi. Là những cái chậu này đẹp nè. Những cái chậu này nè các bạn. Nói chung là khoảng từ 2 đô cho tới 5 đô các bạn. Rồi đây nè, những cái chậu này đẹp nè. Dễ thương chưa nè. Chậu này nè. Chậu hoa nè, chậu hoa màu sắc cỡ nào có đó, chậu nè, chậu hoa nè, đó, chậu nè, chậu hoa nè, chậu hoa bằng nhựa nè. Những cái này chắc là cái này bao nhiêu đây? Ui cái này dữ gì hả, cái này 15 đô cho 15 đô cho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái chậu hoa này. Một cái chậu như vậy là 15 đô. Chà, giữ ha. Còn cái này chẳng hạn cái chậu này còn đẹp nữa. Đó. Nằm cái chậu này nè, chậu hoa nè. Chậu hoa nè. Đó, các bạn. Rồi. Rồi những cái lồng mà nuôi thú nè. Nuôi thú, lồng nuôi thỏ đừng có các bạn nè. Ok, bây giờ các bạn cũng hiệp đi vào trong nhà nha. Bên ngoài thì họ bán chậu hoa, bán xe đạp, bán đồ ha, coi như tận dụng lại đồ cũ á, dùng cái số tiền này để mà giúp các đứa nghèo các bạn, đó, cũng hay lắm. Rồi bây giờ mình đi vào bên trong, bên ngoài thì bà con đang quăng rác túi bụi luôn, không? Bên ngoài, bên trong thì đây xem, đồ trong này chắc ngon, coi nào. Chà, mấy bà nội trợ vô đây chắc thích á. Ở dù nè, các bạn ơi, dù nè. Chẳng hàng dù nè. Dù. Coi nè. Nói chung những cái đồ này là ly sành hiệp nghĩ bếp. Mấy bà nội trợ nào mà thích cái đồ. Nguyên cả bộ bỏ tiêu, bỏ muối nè, dễ thương không? Khấu khỉnh không? Trời ơi, một cái này 5 đô các bạn. Tưởng rẻ chứ không có rẻ. 5 đô nhưng mà những cái đồ này coi như là nói chung là vô đây đi sưu tầm đồ cổ đó. Sưu tầm đồ cổ. À, những ai thích đồ cổ chẳng hạn những đồ rắc tiêu nè. 5 đô nè. Các bạn. Rồi đây nè. Những cái đồ mỡ rượu nè. Mỡ rượu rồi những cái đồ để rượu nè, có nha. Chẳng hạn như cái ai ở nhà có rượu nhiều muốn trưng thì cái này là bao nhiêu đây? Cái này 7 đô các bạn. 7 đô. 7 đô cho cái đồ để rượu này. Còn cái lớn này bao nhiêu? Cái lớn này thì cái này 4 này 4 đô, cái lớn này 4 đô. 4 đô, cái này 7 đô, cái này màu đẹp hơn. Đây các bạn. Đó. Quá trời các. Wow. Hiệp quay cái này cho các bà nội trợ nào thích ha. Thích thì vô đây săn đồ cổ nha. Những mấy lọc cà phê rồi các bạn ạ. Cái lọc cà phê nói chung trong đây vừa đồ cổ mà cũng rồi những cái đồ những cây lăng lăng làm bánh nè,
cây lăng làm bánh các bạn. Những cây lăng làm bánh nè. Cây lăng làm bánh. Rồi những cái khuôn làm bánh luôn nè. Rồi những cái khuôn làm bánh các bạn, wow, quá trời luôn. Đồ cổ nha, cái này là đồ cổ thôi, đồ cổ. Ai mà thích sưu tầm đồ cổ đó thì vô đây ha. Rồi những cái đồ mà cái này nè, đây là những cái mũ bằng bạc các bạn ạ, bằng bạc thiệt luôn nha. Bằng bạc thì nó nhẹ lắm. Một cái như là họ bán 5 đô các bạn. Bằng bạc. Nguyên cả một bộ luôn. Bằng bạc các bạn, bằng bạc về cơm cái năm đô các bạn, hết một bộ này là 15 đô. Đây các bạn cùng đi một vòng xem cái nơi phế thải rác người ta gom đồ lại ta bán nhé các bạn nhé. Quá trời luôn. Ở trong đây coi các bạn, không, ai bãi phế thải rác người ta tận dụng lại mà. Cái đèn thân này 1 đô này. Nơi trưng bày những cái đồ vật dụng trong nhà, salon, cái bộ salon này là bộ salon 50 đô nè các bạn, 50 đô bộ salon, cái không phải salon, cái đây là cái ghế bàn, thảm, bên kia là chân ảnh các bạn, chân ảnh, ai muốn chân ảnh, bức chân, bộ salon, cái ghế bành này 300 đồng luôn, nên là 30 đô các bạn, cái ghế bành này 30 đô nè. Da cũng ok nè. Này là học đây là sinh viên có một góc nhỏ 30 đô cái ghế này, chưa có xây, chưa có hư hại gì hết, 30 đô ok nè. Bên đây là phim ảnh, sách vở, phim ảnh, sách vở. Mấy cái loa nữa, bạn, mấy cái loa nữa. Loa Sony nè. Ai muốn mua đồ cũ, ai muốn sưu tầm đồ cũ thì vô đây nhé. Ai muốn sưu tầm được chỗ thì tới cái bãi phế thải rác nó tên là Don. Cái loa nè.